xuất hiện giống như trên các sản phẩm giải trí từ phim ảnh Hollywood, giúp người lính có thể di chuyển những đồ vật có khối lượng lớn khoảng 80 đến 100kg trở lên và sở hữu sức mạnh gấp 2-5 lần người bình thường. Đó chính là những đặc điểm của hệ thống khung xương kim loại trợ lực hay exoskeleton nói chung, hay hệ thống hỗ trợ người lính Honor-EX của hãng chế tạo Lockheed Martin. Bộ đồ Honor-EX hoạt động nhờ sử dụng các van thủy lực, hệ thống thành răng kim loại và máy đẩy thủy lực giúp tăng cường khả năng hoạt động cơ bắp vật lý của người mặc. Cụ thể, với bộ đồ Honor-EX giúp người lính có thể mang vác được khối lượng trang bị gấp nhiều lần thông thường. Trong các bài thử nghiệm, người lính mặc bộ đồ Honor-EX có thể leo núi với đầy đủ trang bị trên lưng một cách dễ dàng hay nâng các vật nặng như đạn pháo chỉ bằng một tay. Sau khi hoàn thiện các nguyên mẫu, bộ đồ Honor-EX Exoskeleton tiêu chuẩn sẽ nặng khoảng 6,5kg và sử dụng pin để hoạt động liên tục trong 8 giờ. Cùng với đó, hệ thống máy học được tích hợp trong bộ đồ sẽ tự nhận diện và làm quen với thói quen vận động của người mang mặc để có biện pháp hỗ trợ người lính một cách hiệu quả nhất. Hãng Lockheed Martin đang nỗ lực biến các bộ đồ trang bị Honor-EX đơn giản và thoải mái như quần áo hay quân phục thường dùng. Điều này giúp người lính có thể dễ dàng và linh hoạt trong chiến đấu. Cùng với đó, hệ thống điều khiển sẽ được tích hợp trí thông minh nhân tạo và tương lai là công nghệ điều khiển sóng não để tối ưu khả năng điều khiển. Đây có thể là bước ngoặt để tạo ra các siêu chiến binh như các bộ phim viễn tưởng trong tương lai.